chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với nhịp thứ 101 số đầu tiên của Happy Skin. Chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên của năm 2015, đó là màu sắc của năm Masala. Và trước hết chúng ta hãy cùng chào mừng vị khách mời đầu tiên của chương trình nhé. Xin chào các bạn, mình là Thi Mai, chủ blog Đến Giờ Làm Đẹp. Hiện nay mình đang sống và học tập tại Hà Lan. Rất là vinh dự được mở hàng cho chương trình nhịp thứ 101 của Happy Skin. Sắc màu của năm 2015 đó là màu Masala. Và chúng ta có thể tạo nên những phong cách trang điểm từ những palette vừa mới ra lò màu Masala, hoặc là chỉ một chút biếm báo với những sản phẩm sẵn có màu đỏ rượu thôi, thì chúng ta cũng đã có thể tạo nên gương mặt và những phong cách trang điểm rất ấn tượng theo trào lưu Masala. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang điểm theo màu Masala. Em chọn phong cách nào? Cùng một màu Masala thì em sẽ chọn phong cách trang điểm là nhấn vào mắt. Chị nghĩ là với phong cách của chị thì phù hợp hơn nếu mà nhấn vào môi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Dạ. Với mái tóc vàng và ngắn, Emmy sẽ thiết kế trang điểm mắt, tạo một đôi mắt nhẹ nhàng, dùng liner màu đen trước, rồi phủ màu mắt nâu đồng. Mascara và mi giả màu nâu đỏ. Bronzer tạo khối hai bên. Tập trung kẻ đôi môi màu Masala nổi bật và đầy đặn với hai cây son cam và nâu. Ngược lại với chị Emmy, Hi Mai thử nghiệm phong cách cá tính. Đối với mắt, Hi Mai đánh nền màu vàng đồng. Rồi dùng màu cam và màu nâu để tạo khối. Kẻ viền mắt dưới nâu đỏ. Và viền mắt mèo phía trên màu đen. Cho phần môi, Hi Mai phối màu hồng nút. Và nâu để tạo nên một sắc Masala trầm hơn phần mắt. Son màu Masala được dùng để tạo khối cho gương mặt như dạng cream bronzer, nhấn thêm một tí phấn. Vậy là xong. Khó để bắt kịp xu hướng đúng không nè? Hãy trở thành những cô nàng Masala vô cùng sâu lắng và nổi bật. Và tin vui dành cho các bạn đây, hãy comment phía dưới những tester sử dụng trong clip này mà bạn muốn được nhận.
Happy Skin rất vui được gửi tặng cho các bạn những sản phẩm này. Xin chào!